hai phẩm xá lợi tử bấy giờ thế tôn biết các thế giới như là trời ma phạm các sa môn bà la môn chư đại bồ tát kế thừa ngôi vị thế tôn ngoài ra còn có tất cả người chẳng phải người vân vân có duyên với pháp đều đến hội họp ngài liền nói với cụ thọ xá lợi tử Đại Bồ Tát, nếu muốn biết rõ các tướng của tất cả pháp thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa." Nghe Phật nói như vậy, Xá Lợi Tử chắp tay cung kính bạch Phật. "Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát muốn biết rõ các tướng của tất cả pháp phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa?" Phật dạy cụ Thọ Xá Lợi Tử, "Chư Đại Bồ Tát lấy vô trụ mà làm phương tiện để an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì năng trụ và sở trụ đều không thể đắc nên lấy vô xả làm phương tiện để viên mãn bố thí ba la mật đa vì người cho và người nhận đều không thể đắc nên lấy vô hộ trì mà làm phương tiện để viên mãn tịnh giới ba la mật đa vì tướng phạm hay không phạm không thể đắc nên lấy vô thủ mà làm phương tiện để viên mãn an nhẫn ba la mật đa vì tướng động hay không động đều không thể đắc nên lấy vô sách tấn mà làm phương tiện để viên mãn tinh tấn ba la mật đa vì thân tâm siêng năng giải đãi không thể đắc nên lấy vô suy nghĩ mà làm phương tiện để viên mãn tịnh lự ba la mật đa vì có ý vị ngọt hay không ý vị ngọt đều không thể đắc nên lấy vô chấp mà làm phương tiện để viên mãn bát nhã ba la mật đa vì tánh tướng hữu vô không thể đắc lại nữa xá lợi tử, các đại Bồ Tát an trụ vào bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Nên tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nên tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Nên tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nên tu tám giải thoát, chín định thứ đệ Nên tu chín tưởng, thế nào là chín? Nghĩa là tưởng phình trướng, tưởng nát giả, tưởng đỏ bầm, tưởng xanh bầm, tưởng mổ ăn, tưởng rơi rớt, tưởng hài cốt, tưởng thiêu đốt, tưởng hư hoại. Nên tu 10 tùy niệm. Thế nào là 10? Nghĩa là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xà, tùy niệm Thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm Chán, tùy niệm Chết, tùy niệm Thân nên học mười thứ tưởng thế nào là mười nghĩa là tưởng vô thường tưởng khổ tưởng vô ngã tưởng bất tịnh tưởng chết tưởng tất cả thế gian không ưa thích tưởng nhàm chán ăn uống tưởng đoạn tưởng xa lìa tưởng diệt nên tu mười một trí thế nào là mười một nghĩa là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí. Nên tu Tam ma địa có tầm có tứ, Tam ma địa không tầm có tứ, Tam ma địa không tầm không tứ nên tu vị tri căn, đương tri căn, dĩ tri căn và trụ tri căn, nên tu quán bất tịnh xứ, quán biến xứ trí nhất thiết trí, nên tu thiền chỉ và thiền quán, nên tu ba minh, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn điều không sợ, nên tu bất thối chuyển, năm thần thông, nên tu sáu pháp ba la mật đa, bảy thánh tài, tám điều giác ngộ của bậc đại sĩ, chí chín cõi hữu tình nên tu mười lực của như lai mười tám pháp Phật bất cộng nên tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả nên tu trí nhất thiết tướng trí vi diệu vân vân vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ công đức của chư Phật vì tất cả pháp như vậy đều không có thể đắc lại nữa này xá lợi tử, Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí nên học bát nhã ba la mật đa, muốn mau viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nhất thiết hữu tình tâm hành tướng trí nên học bát nhã ba la mật đa, muốn nhổ sạch tất cả tập khí phiền não nên học bát nhã ba la mật đa, muốn nhập vào vị chính quyết định của Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa muốn vượt lên những địa của thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn trụ vào địa bồ tát bất thối chuyển nên học bát nhã ba la mật đa muốn đạt được sáu loại thần thông thù thắng nên học bát nhã ba la mật đa muốn biết tâm hành của tất cả hữu tình thay đổi sai khác nên học bát nhã ba la mật đa muốn vượt qua tác dụng trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn chứng tất cả môn đà la ni môn tam ma địa nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng nhất tâm tùy hỷ để vượt qua tất cả sự bố thí của thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tất cả tịnh giới của thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tất cả định tọa giải thoát giải thoát tri kiến của thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tịnh lự giải thoát đẳng trì vân vân cho đến các pháp lành của các pháp cho đến các pháp lành của thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng pháp lành tu trong một niệm để vượt qua các pháp lành của tất cả dị sanh thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn hành chút phần nhỏ về bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã vì các hữu tình mà dùng phương tiện thiện xảo bình đẳng hồi hướng lên trí nhất thiết trí được vô lượng vô số công đức nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử đại bồ tát muốn tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn và lìa các chướng ngại nên học bát nhã ba la mật đa muốn được đời đời thường thấy chư phật luôn nghe chánh pháp được phật giác ngộ được phật nhớ nghĩ truyền trao dạy bảo nên học bát nhã ba la mật đa Muốn được như thân Phật trang nghiêm, để đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên học bát nhã ba la mật đa muốn sanh vào ngôi nhà phật ở địa vị đồng chân không bao giờ xa lìa chư phật bồ tát nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng những căn lực thắng thiện tùy ý đem những vật cúng dường thượng hạng đến cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác để những căn lành mau được viên mãn nên học bát nhã ba la mật đa muốn cho tất cả hữu tình được mãn nguyện nhu cầu như ăn uống y phục giường chiếu mền mùng thuốc thang trị bệnh những loại hương hoa đèn đuốc xe cộ vườn rừng nhà cửa của cải chân bảo đồ trang sức kỹ nhạc và những vật dụng ưa thích thượng diệu mà những vị vua sử dụng cho đến các vi diệu của thế gian và xuất thế gian nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát nào muốn an lập tất cả hữu tình trong tận hư không giới, pháp giới, thế giới đều được an trụ, vào bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, và vô biên pháp lành thù thắng khác nên học bát nhã, ba la, mật đa, muốn đạt được công đức khi phát sanh một tâm niệm thiện cho đến ngồi tòa diệu bồ đề chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng không cùng tận nên học bát nhã ba la mật đa muốn được tất cả như lai ứng ừ, tránh đẳng giác và các đại bồ tát trong thế giới chư phật ở mười phương đều khen ngợi hộ niệm ban cho sức lực nên học bát nhã ba la mật đa muốn một khi phát tâm thì có thể đến khắp hằng hà xa số thế giới để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác và chúng đại bồ tát làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa muốn dùng một âm thanh có thể vang khắp hằng hà xa số thế giới trong mười phương để ngợi khen chư phật giáo hóa hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa đa. Muốn kế thừa hạt giống tam bảo để không bị đoạn tuyệt, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này xá lợi tử, đại bồ tát nào muốn thông đạt pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt giáo không, vô tế không, tán vô tán không, bản tính không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không, và sở duyên không, tăng thượng duyên không, vô không, nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả pháp chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế. Nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn biết tất cả đại địa hư không, núi biển, sông, ao hồ, đầm rạch khe hang đất nước lửa gió vân vân cho đến các loại rất nhỏ nên học bát nhã ba la mật đa thế kiếp hòa khởi cháy khắp ba ngàn đại thiên thế giới làm cho trời đất đỏ rực đại bồ tát muốn thổi để dập tắt nên học bát nhã ba la mật đa thế kiếp phong nổi lên làm cho chỗ nương ba ngàn đại thiên thế giới rớt xuống chỗ phong luân, gặp gió thổi đánh vọt lên, khiến cho núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi vân vân và tất cả những vật trong ba ngàn đại thiên thế giới bị vụn nát, rơi như lá mục. Đại Bồ Tát muốn dùng ngón tay ngăn cản sức gió ấy để dừng lại, không cho nổi dậy nữa, thể nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn ở trong ba ngàn đại thiên thế giới, một khi ngồi kiết già thì đầy khắp hư không nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn lấy một sợi lông cột giữ núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi vân vân và tất cả vật trong ba ngàn đại thiên thế giới ném qua vô lượng vô biên vô số thế giới khác mà không làm tổn hại hữu tình nào trong đó nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn lấy một miếng ăn, một chút hương thơm, một cánh hoa một vòng hoa một chiếc áo một cái phướn một cái lọng, một ngọn đèn vân vân những vật cúng dường đó đem cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả hàng hà sa số như lai ứng tránh đẳng giác và đệ tử của các ngài trong mười phương đều được đầy đủ nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn an lập hàng hà sa hết thảy các loại hữu tình trong mười phương thâu vào giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn hoặc trụ vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề cho đến khiến họ nhập vào vô dư y niết bàn hoàn toàn an lạc nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa này xá lợi tử nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể như thật chi mà tu hành bố thí thì được quả báo lớn, nghĩa là như thật biết bố thí như vậy được sanh vào đại tộc sát đế lợi, bố thí như thế được sanh vào đại tộc bà la môn, bố thí như thế được sanh vào đại tộc trường giả, bố thí như thế được sanh vào đại tộc cư sĩ, lại như thật biết bố thí như thế được sanh lên cõi trời tứ đại vương chúng, bố thí như thế được sanh lên tầng trời thứ 33, bố thí như thế được sanh lên cõi trời dạ ma, bố thí như thế được sanh lên cõi trời đâu xuất đà bố thí như thế được sanh lên cõi trời lạc biến hóa bố thí như thế được sanh lên cõi trời tha hóa tự tại lại như thật biết nhờ bố thí như vậy mà chứng được định sơ thiền hoặc thiền thứ hai hoặc thiền thứ ba hoặc thiền thứ tư lại như thật biết nhờ bố thí này mà chứng định không vô biên xứ định thức vô biên xứ định vô sở hữu xứ định phi tưởng phi phi tưởng xứ lại như thật biết nhờ bố thí như vậy mà phát sanh 37 pháp bồ đề phần do đó mà chứng được quả dự lưu quả nhất lai quả bất hoàn quả a la hán hoặc độc giác bồ đề hoặc chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu như thật biết tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã thì được quả báo lớn cũng như vậy lại nữa, này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể như thật biết bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn bố thí ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tịnh giới ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn an nhẫn ba la mật đa bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tinh tấn ba la mật đa bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tịnh lự ba la mật đa bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn bát nhã ba la mật đa lại như thật biết tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo như thế có thể viên mãn sáu pháp ba la mật đa khi ấy xá lợi tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể như thật biết bố thí như vậy là phương tiện thiện, thiện xảo để viên mãn bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể như thật biết tịnh giới cho đến Bát Nhã như vậy là phương tiện thiện, thiện xảo, có thể thành tựu viên mãn tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy xá lợi tử, này xá lợi tử, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện nghĩa là đại bồ tát khi hành bố thí thông đạt rõ ràng tất cả tướng người cho người nhận và vật cho không thể đắc cho nên có thể thành tựu viên mãn bố thí ba la mật đa tướng phạm không phạm không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn tịnh giới ba la mật đa tướng động hay không động đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn an nhẫn ba la mật đa thân tâm siêng năng hay biến nhác đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn tinh tấn ba la mật đa bị loạn hay không loạn đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên viên mãn tịnh lự ba la mật đa tánh tướng của các pháp đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn bát nhã ba la mật đa này xá lợi tử đó là đại bồ tát khi hành bố thí làm phương tiện thiện xảo có thể viên mãn sáu pháp ba la mật đa như vậy xá lợi tử đại bồ tát khi hành tịnh giới cho đến khi tu hành bát nhã làm phương tiện thiện xảo đều có thể thành tựu viên mãn sáu pháp ba la mật đa lại nữa này xá lợi tử đại bồ tát muốn được công đức thù thắng của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong quá khứ vị la hiện tại nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát muốn thông đạt hữu vi vô vi thành tựu rốt giáo đến bờ bên kia nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thông đạt các pháp chân như pháp giới pháp tánh, vô sanh thật tế trong quá khứ vị lai hiện tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thường làm người dẫn đầu cho thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn làm người thị giả gần vũ chư Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn làm dòng dõi quyến thuộc với chư Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn đời đời có nhiều quyến thuộc vĩ đại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thường được làm quyến thuộc với Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn làm ruộng phước chân tránh thanh tịnh cho thế gian nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn chiến thắng tâm san tham dứt bỏ tâm sân giận xả bỏ tâm biếng nhác làm yên tịnh tâm tán loạn gạt bỏ tâm ác tuệ nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu an lập tất cả hữu tình một cách chu đáo và phước nghiệp sự của tánh bố thí, phước nghiệp sự của tánh trì giới, phước nghiệp sự của tánh tu hành, phước nghiệp sự của tánh cúng dường, và y vào sự phước nghiệp sự nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này xá lợi tử, Đại Bồ Tát, nếu muốn được năm loại mắt thế nào là năm nghĩa là nhục nhãn thiên nhãn tuệ nhãn pháp nhãn phật nhãn nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn dùng thiên nhãn thấy tất cả thân tướng tốt đẹp của chư phật trong hằng hà xa số thế giới ở mười phương nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn dùng thiên nhĩ nghe pháp giải thoát mà chư phật trong hằng hà xa số thế giới ở mười phương thuyết pháp nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn như thật biết về tâm tâm sở pháp của tất cả như lai trong hàng hà sa số thế giới ở mười phương nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn được nghe chư phật trong mười phương thế giới thuyết pháp cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bao giờ gián đoạn nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn thấy tất cả quốc độ trong mười phương chư phật ở quá khứ vị lai hiện tại nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát nếu muốn đối với các kinh mà mười phương chư Phật trong quá khứ vị la hiện tại thuyết như khế kinh, ứng tụng, thọ ký, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy hữu, thí dụ, luận nghị, mà các thanh văn chưa từng được nghe nên học bát nhã ba la mật đa đối với hết thảy pháp môn mà mười phương chư phật ở quá khứ hiện tại vị lai thuyết đại bồ tát muốn tự thọ trì hoàn toàn thông suốt theo đó mà tu hành lại như thật mà nói rõ khuyến khích người khác tu hành nên học bát nhã ba la mật đa đối với hằng hà xa số thế giới tối tăm trong mười phương hoặc trong thế giới không có ánh sáng mặt trời mặt trăng đại bồ tát muốn làm ánh sáng cho những nơi đó nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát nếu muốn hết thảy chúng sanh trong hằng hà vô lượng thế giới khắp mười phương bị tà kiến không nghe danh hiệu phật pháp tăng không tin nhân quả mà có thể giáo hóa hướng dẫn để họ sanh tránh kiến nghe tên tam bảo tin sâu nhân quả nên học bát nhã ba la mật đa đối với hằng hà sa số thế giới hữu tình trong mười phương đại bồ tát muốn dùng oai lực của mình làm cho người mù được thấy người điếc được nghe người câm được nói người điên được nhớ người loạn được định người nghèo được giàu người rách dưới được áo người đói được ăn người khát được uống người bệnh được mạnh người xấu được tốt đẹp người tàn tật được đầy đủ người thiếu căn được trọn vẹn người chết giấc được tỉnh lại người mỏi mệt được thư thái, tất cả hữu tình đều đem lòng từ đối xử với nhau, người đọa vào đường ác được sanh vào cõi lành, người tập theo nghiệp ác được tu sửa lại nghiệp thiện, những người phạm giới được an trụ giới quần, những người